con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Huệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn ôn bài kinh Pháp Cú câu số 57. Tê sang sanh băng nát si la năng áp ba ma đô vi hà ri năng sanh băng nhà quy mút ta năng ma rô mắt găng na quyền ta tí. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy đường, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai người trú niệm tinh cần, ai người siêu thoát dự phần vô vi, ai người đức hạnh chánh tri, ma vương chẳng thấy đường đi lối về. Đó là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kệ. Tế sang sam băng na si la năng áp ba ma đa vi ha ri năng sam ma đanh nha vi mô ta năng ma ro ma găng na quyền đa ti. Tế sang sam băng na si la năng áp ba ma đa vi ha ri năng sam ma đanh nha vi mô ta năng ma ro ma găng na quyền đa ti. Tế sang sam băng na si la năng áp ma ma đa vi ha ri năng sam ma đanh nha vi mô ta năng ma ro ma găng na quyền đa ti. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời người tiếp theo ạ. Kính mời cô tự nhiên ạ. Sa thú lành thai, kính tri ân đại đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đại đức. Kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thanh trào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin kệ kinh Pháp Cú số mất tiêu rồi. Số 57. Dạ cảm ơn huynh và thanh ạ. Tê sang sam ban nát si la năng áp âm mà đa vi hà ri năng sam mắt đanh nhà vị mút tà năng ma rô mắt găng na vi đá ti. Tê sang sam ban nát si la năng áp âm mà đa vi hà ri năng sam mắt đanh nhà vi mút tà năng ma rô mắt găng na quỳnh đá tí. Tề sang sang tâm si la năng áp ba ma đa vi ha vi năng sam ma đanh nhà vi mu ta năng ma ro mắt găng na quỳnh đi. Tề sang sam ban na si la năng áp ba ma đa vi ha di năng sam ma đanh nha vi mu ta năng ma ro mắt găng vì na huynh đa ti. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy được. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tê sang sam ban nát si la năng áp ba ma đa vi ha ri năng sam mắt đanh nhà vi mút ta đắc tí. Ai người trú niệm tinh cần, ai người siêu thoát dự phần vô vi, ai người đức hạnh chánh tri, ma vương chẳng thấy đường đi lối về. Phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Bây giờ tự nhiên đã thấy tín hiệu của chị Rằng Đông.
Dạ kính mời chị Đặng Đông ạ. Sa thú cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp cú số 57. Tê sang sam ban na si la năng ấp ba ma đa quy hà ri năng sam ma đan nha quy mô ta năng ma ro mắt gần na huynh đa tí. Tê sang sam ban na si la năng ấp ba ma đa quy hà ri năng sam ma đan nha quy mô ta năng ma ro mắt gần na huynh đa tí. Tê sang sam ban na si la năng ấp ba ma đa quy hà ri năng sam ma đan nha quy mô ta năng ma ro mắt gần na huynh đa tí. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tê sang sam ban na si la năng ấp ba ma đa quy hà ri năng sam ma đàn nha quy mô ta năng ma ro mắt gần na huỳnh đa tí. Ai người trú niệm tinh cần, ai người siêu thoát dự phần vô di, ai người đức hạnh chánh tri, ma dương chẳng thấy đường đi lối gì. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ sa thú kính cảm ơn Sip Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 57. Tê sang sam pan na si la năng appa ma da quý hà ri năng sam ma đan na nha quý mút ta năng ma ro mắt gần na win đá tí. Tê sang sam bần ná si la năng áp phá ma đá quý hà rí năng sâm má đành nhà quý mút ta năng ma rô bắc găng ná huynh đá tí. Tê sang sập bần nhà tê sang sâm bần ná si la năng áp bá ma đá quý hà rí năng sâm má đanh nha quý mút ta năng ma rô mắt gan ná huynh đá tí. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ai người trú niệm tinh cần, ai người siêu thoát dự phần vô vi, ai người đức hạnh chánh tri, ma vương chẳng thấy đường đi lối về. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến mà người bàn tay của Sittina. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 57. Tê sang sam pan na si la nang ấp pa ma đa vi hà ri nang sam ma tan nha vi mút ta nang ma ro mắt gần na win đa tí.
Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh trí, chân giải thoát, ác ma không thấy đường của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế sẵn sâm phân nà si la nắng, pa ma đa vì hai năng, sâm ma đanh nha vì muôn ta nắng, ma rô mang găng nà huyến đa ti. Thế sẵn sâm phân nà si la nắng, ấm pa ma đa vì hai năng, sâm ma đanh nha vì muôn ta nắng, ma rô mang Vindati. Ai người trú niệm tinh cần, ai người siêu thoát giữ phần vô vi, ai người đức hạnh chánh tri, ma vương chẳng thấy đường đường vô lối về của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế trí. Sa thu lành thầy tin lành. Nam mô Phật Thà Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sáng Khà Ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Chế Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể hiện pháp cú số 57. Tề sang sampanna sila nang appamada vihari nang samma danya vimuta nang Maro magang na windati te sang sampanna sila nang appamada vihari nang sammadanya vimuta nang maro magang na windati te sang sampanna sila nang appamada vihari nang sammadanya vimuta nang maro magang na windati te sang sampanna sila nang appamada vihari nang sammadanya vimuta nang maro magang na windati. Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Bản dịch của ngài Minh Châu. Ai người chú niệm tinh cần, ai người siêu thoát dự phần vô vi, ai người đức hạnh chánh tri, ma vương chẳng thấy đường đi lối về. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ Nam mô Phật Tha Dạ con xin được xuống mít cả kính mời xích Nhật Huyền. Dạ sa thủ kính cảm ơn Quỳnh Bát Thanh Á. Dạ cảm ơn xích Lăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Xích Thành Kiểm ơi, có ôn bài không thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh nhường mít, chứ không thì Nhật Quỳnh ôn bài là hết giờ ngang. Thành Kiểm ơi, Hạnh Kiểm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Để vào đạo tràng không ôn được bài thì khóc đó. Dạ, vậy là Hạnh Kiểm không có chức máy rồi. Dạ, cảm ơn Minh Quát đã cho bài học. Dạ, con xin được ôn bài Pháp của Kinh 7. Tê sang sâm ban na si la năng áp ba ma ta quy ha thì năng sâm ma đảnh nha quy mô ta năng ma rô mặt găng na quỳnh đá ti. Tê sang sâm ban na si la năng áp ba ma ta quy ha thì năng sâm ma đảnh nha quy mô ta năng ma rô mặt găng na quỳnh đá ti. Những ai có giới hạnh, an trú không phóng dật, chánh tri chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Tề sang sâm ban na si la nang áp ma đa quy áp ma áp ba ma đa quy ha ri nang sam ma đanh nha quy mu ta nang ma ro mắt găng na quyển đa ti. Tề sang sâm ban na si la nang áp ma ba đa vì ha ri năng sam ma đanh nha vì mua ta năng ma râu mắt găng na quyên đa ti.
ai người chú niệm tinh cần, ai người siêu thoát dự phần vô vi, ai người đức hành chánh tri, ma vương chẳng thấy đường đi lối về. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài pháp quốc kinh số 57. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên, Xích Trạng Đông, Cẩm Vân, Xích Thi Na và Quỳnh Quá Tha Ná đã hoan hỷ ông bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới câu pháp quốc kinh số 58. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và sa thú kính cảm ơn Quỳnh Quá Tha Ná. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambut Đà Hà Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambut Đà Hà Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambut Đà Hà Sa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng như sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 58. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe được âm thanh con, cho con xin một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. À. Dạ, trước khi vào bài pháp, chúng con xin nghiêm tịnh thân cầu ý đảnh lễ ân đức Tam Bảo ạ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadeyami svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakka sangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Những ai có được duyên lành, có được niềm tin, được nghe chánh pháp và thực hành chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sanh tử luân hồi ngay trong kiếp sống này và trong kiếp kế của mình. Con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử đức của Đức Thế Tôn. Các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được duyên lành, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, chắc chắn trong vòng luân hồi, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành với dòng nghiệp quả của mình. Và nhất là thành tựu được ba la mật, thành tựu được chánh trí, chứng đắc được thánh đạo, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Do đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa,
Quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi, xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa, nhất là trong diệu pháp của Đức Phật. Phước lành này. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay thì cái bài pháp số 58 này, câu chuyện này nó rất là thần thoại. Thứ nhất là chúng tôi để đưa ra cho quý vị là không thể nào một đêm mà người đó đào rất nhiều những cái mương, rồi đất đá bỏ đi đâu, và kê rồi này chở phân về để làm hại cái người bạn của mình và những cái người ấy. Và rồi khi mà là cái sau đó thì cái vị bạn kia thì cũng đào những cái mương ở nhà của mình thỉnh Đức Phật về, để ở đó nổi lên 500 cái đóa hoa sen, vân vân. Những cái đó chỉ là những cái câu chuyện, nó giáo pháp của Đức Phật nó không phải là như vậy, nó không thiết thực hiện tại như vậy. Do đó mà cái câu chuyện pháp cú này có những cái câu chuyện nó được lồng ghép ở sau nhiều trăm năm. Và chúng ta cần phải nhìn nhận một cái thực tế là như vậy. Rồi sau đó thì chỉ có 20-30 phút như vậy thì không thể nào mà kiếm cơm ở đâu ra mà tự nhiên nó hóa hiện ra cái điều đó là không có cho 500 vị tỳ kheo. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi thuyết về pháp cú, chúng tôi cũng sẽ nói như vậy và chúng tôi đọc cái câu chuyện cho tất cả quý vị. Và bây giờ thì chúng con xin đọc cái câu kệ này. Yatha Sanka Ratha Lasmin Achitasmin Mahapathe Padumang Tattha Chayetha Suchigantang Magno Ratmang. Nghĩa việc được ngài dịch văn xuôi là giống như tại đống rác đã được quăng bỏ ở con đường lớn, tại nơi ấy hoa sen có thể sanh trưởng, có mùi thơm tinh khiết làm thích ý. Thì cái từ hoa thì chúng ta biết rồi, giá tha là một cái trạng từ quan hệ chỉ cho cái sự như. Tiếp theo là cái từ sankaratthanasmin. Nó là một cái hợp từ sankara cộng với thana. Nó là một cái nhóm từ. Và câu kệ này chia theo định sở cách là giữa đống rác. Giữa đống rác. Giữa đống rác là gì? Là giữa cái thế gian mê mờ này, giữa những cái thế gian đầy những vô minh và tham ái quẩn quanh với những cái thân tứ đại lộn ngược lộn xuôi này. Có một bậc hiền trí ra đời, đó là Đức Thế Tôn đã giảng về cái con đường thoát khổ, đó là tứ thánh đế khổ tập diệt đạo. Ai đi vào con đường đó vẫn sống ở thế gian đó, nhưng mà ở tâm của họ có một cái đóa hoa sen. Đóa hoa sen đó tượng trưng cho cuộc sống của bát chánh đạo, thanh tịnh thân khẩu ý. Giá tha là cái trạng từ quan hệ này như. Và cái từ sankhara. Sankhara là chúng ta biết nè. Sankara là cái đống rác. Đống rác. Nó là một cái danh từ lam tánh. Còn cái từ tha ná là ở giữa. Sang là cái sự xem trên, hay là kara là trộn lẫn với nhau. Trộn lẫn với nhau.
trộn lẫn với nhau. Tha ná là tha ná là đống chứ, còn cái ca rá là nó trộn lẫn với nhau, là một cái danh từ trung tâm. Còn cái từ uchitasminh, cái căn của nó là căn ut cộng với ý ná, ý tá. Cái động từ nguyên mẫu của nó là uchitati. Và ở đây nó chia theo quá khứ phân từ. Mà thuộc về trung tánh mà chia theo định sở cách, nên là nó thành là uchitasminh, uchitasminh. Là trong cái đã được quăng bỏ, đã được quăng bỏ. Và cái từ mahapathe thì chúng ta biết rồi, đó là một cái hợp từ maha chỉ cho cái sự lớn hay là to lớn ha, đại. Còn patha, maha patha là một cái nhóm từ lam tánh, ở đây chia theo định sở cách số đơn, là ở con đường lớn. Ủa cái điện nó chết rồi. Ở con đường lớn. Paduma, paduma là một cái danh từ trung tánh chia theo chủ cách hoa sen. Như vậy hoa sen này là cái từ ẩn trong cái bài kệ này, ẩn dụ tức là cái loài hoa sen ấy thì nó rất là đẹp và rất là tinh khiết, và nó từ cái bùn mà nó ngoi lên từ mặt nước, nó trồi lên. Hoa nó rất là đẹp, nhụy nó thì rất là vàng, khi nó tung cánh mở cánh ra thì rất là cái màu hồng đỏ của nó rất là đẹp, và cái nhụy của nó thì rất là vàng, và mùi thơm thì rất là nhẹ nhàng và tinh khiết. Và cái câu chuyện này thì chúng ta biết là hoa sen nó mọc lên thì nó không có đúng, chúng ta cần phải nhớ như vậy. Cái từ cha dê thá, cái căn của nó là căn chan. Nó là một cái danh từ là có thể tự sanh trưởng, có thể tự sanh trưởng. Xú chí, ganh thăng. Xú chí thì nó là hai cái hợp từ, hai cái từ, nó là một cái hợp từ gồm hai từ là xú chí cộng với ganh thá. Nhóm từ trung tánh, và ở đây chia theo chủ cách là có mùi thơm tinh khiết, có mùi thơm tinh khiết. Xú chí là cái tính từ trong sạch tinh khiết. Ganh thá là một cái danh từ chỉ cho mùi thơm. Và mùi thơm ở đây thì trong câu kệ nó liên hệ đến hoa sen. Mano Ramang, Mano cộng với Ramat, nó cũng là một cái nhóm từ nữa. Ở đây nó thuộc về trung tánh và chia theo chủ cấp là làm thích ý, làm hoan hỷ. Vậy chúng ta thấy rằng là cái loài hoa sen nó rất là đặc biệt. Bất cứ ai nhìn vào thì tâm hồn của chúng ta nó đều nhẹ nhàng. Nó không có gợi lên cái sự thích thú của tham, mà nó cũng không buồn bực về cái loài hoa đó. Mà tâm của chúng ta nó có một cái niềm vui rất nhẹ khi mà chúng ta nhìn thấy những cái đóa hoa sen mà chúng ta biết là những cái loài sen Việt của chúng ta, cái cánh của nó thì cánh nó rất là lớn và nó to, nó nhiều khi nó to bằng cái dĩa rất là to. Và khi buổi sáng tinh sương á, và mặt trời nó vừa đú lên, và cái hoa sen mà nó lỡ ngày đầu tiên và ngày thứ hai là đẹp nhất của nó, và ngày thứ ba, và cái loài hoa sen nó rụng xuống thì nó như là một cái cánh buồm rất là đẹp, rất là đẹp.
nó còn có cái nền loài hoa vô khuyết nữa, tức là nó không có mang cái khuyết điểm. Thì cái con đường bát chánh đạo của Đức Phật dạy, nó tiêu diệt tất cả mọi phiền não và vô minh. Nên là bát chánh đạo, khi đạt được bát chánh đạo là Đức Phật dạy tứ thánh đế đó, thì nó tuyệt diệt hết mọi phiền não và vô minh. Thì tâm của chúng ta sẽ đạt được một cái loài hoa bất tử đó, nó cũng gọi là hoa vô khuyết. Mano là một cái danh từ trung tâm chỉ cho ý, tâm ý. Rama, cái căn của nó là căn râm, tính từ là dễ mến, hoan hỷ, thỏa thích. Và chúng ta biết là cái loài hoa sen đó thì sao? Thì để ở dưới nước của nó thì nó rất là đẹp, nó lớn cũng đẹp, mà nó rụng rồi nó cũng đẹp. Nhưng mà chúng ta cắt vô mà chúng ta chưng cúng gì Đức Phật đó là nó héo liền. Nó không có tự nhiên như như nó nữa. Còn những loài hoa khác thì chúng ta chưng thì nó có thể nó đẹp, nhưng mà loài hoa sen thì chưng về cái là nó héo liền. Trong một ngày là nó héo. Cái cánh của nó không có tỏa rộng ra được. Nó điều đặc biệt đấy. Nó phải để tự nhiên, thiên nhiên của nó thì nó mới đẹp được. Như vậy tâm hồn của chúng ta nó cũng vậy đó. Tức là chúng ta phải có cái chi kiến chánh trực là hãy để pháp tự nhiên như nó đang là, và chúng ta chỉ nhận biết qua một lăng kính của trí tuệ, trực nhận từng chút một để thấy rõ được bản chất của nó. Mặc dù thời gian trải qua rất là kiếp sống thì mới đạt được Niết Bàn, nhưng mà nó là con đường gần nhất. Còn tất cả mọi phương pháp mà chúng ta đem vào để thực hành pháp duyên khởi là đã sai hoàn toàn. Nó chỉ làm lâu thêm cái thời gian sanh tử luân hồi mà thôi. Và thậm chí nó mang rất nhiều tà kiến. Bản chất của pháp duyên sanh thì không có một ai có thể tạo ra được cái gì hết. Mà chỉ có do nghe pháp và hiểu từng chút về các cái pháp nó đang hiện diện từng chút một với nhân duyên của nó mà thôi. Trí tuệ không có ai tạo ra được trí tuệ, không có ai tạo ra được tham, không có ai tạo ra được thấy, không có ai tạo ra được đau khổ. Bởi vì không có một con người nào ở trong tất cả các pháp, mà chỉ có pháp và pháp, mỗi một pháp có đặc tính riêng, có duyên sanh riêng. Do vậy chúng ta phải nắm bắt giáo pháp của Đức Phật phải hết sức chân thực. Trí tuệ thì nó khác với tất cả mọi phương pháp khác. Và trí tuệ nó tự thành lập cái con đường giác ngộ, chứ không có một ai tạo ra được trí tuệ, không có ai tạo ra được chánh niệm, không có chuyện đó xảy ra. Mà bất cứ thực tại nào nó sanh khởi thì đều là đối tượng của trí tuệ cả. Nếu không có hiểu biết thì si nó dẫn đầu. Còn có hiểu biết thì si nó cũng là đối tượng của trí tuệ. Không có vấn đề gì hết. Như vậy chúng ta có chấp nhận tham là một pháp như nó đang là hay không? Điều đó để nói lên rằng là bạn có thực là con của Đức Phật hay không? Khi chúng ta làm thiện thì chúng ta có hiểu được rằng đây có thực sự là thiện hay không? Hay là thiện này của tôi? Hay là thiện này tôi làm, đời sau tôi hưởng? Tất cả những cái điều đó chúng ta phải nhìn nhận lại các cái pháp trong đời sống hàng ngày. Bởi vì các pháp là vô ngã.
Như vậy chúng ta nói vô ngã, nhưng mà chúng ta lại chấp thủ về ngã trong khi chúng ta hành động, thì đó là sai với giáo pháp của Đức Phật. Và thực sự hiểu được vô ngã là rất khó, bởi vì tà kiến luôn luôn len lỏi sau những cái thấy, nghe, ngửi, nếm được của xúc chạm của chúng ta. Mà chúng ta biết là tà kiến nó có hai loại chứ không phải một loại. Tà kiến ngủ ngầm và tà kiến hiện khởi. Tà kiến hiện khởi thì có đôi khi chúng ta còn không biết nữa, thì lấy đâu rồi mà biết tà kiến ngủ ngầm, phải không? Như vậy chúng ta thấy, nếu mà chúng ta không hiểu về khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, nó là pháp, là chân đế pháp. Và đó chính là cái đối tượng, là cái con đường mà chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Chỗ đó tham ái cũng sanh, vô minh cũng sanh. Và tất cả những cái điều đó nó đều là đối tượng của chánh niệm tỉnh giác được hết. Và chúng ta đừng có bỏ qua âm thanh khi âm thanh sanh khởi. Đừng có bỏ qua cái đối tượng thị giác khi thị giác có mặt. Và thường chúng ta luôn luôn bỏ qua những cái đó. Và chúng ta chỉ nhớ đến cái tôi và nhớ đến khái niệm là một ai đó mà thôi. Thì chúng ta mãi mãi không thể là cái bông hoa sen trong cái bài kệ này được. Chúng ta chỉ là những cái đống rác nhớp thôi. Rác nhớp. Như vậy con của Phật thì phải như đóa hoa sen. Cũng là cái thực tại đó. Đời họ sống, họ chìm vào trong cái thấy nghe ngửi đếm đụng bởi vô minh bị chấp thủ đó. Nhưng mà người trí cũng là thấy nghe ngửi nếm đụng đó. Thay vào là vô minh thì nó là đối tượng của chánh niệm tỉnh giác thôi. Chứ giác ngộ không ngoài những cái thứ này được, bởi vì không có cái gì cả, thưa quý vị. Làm gì có cái gì nữa mà để chúng ta giác ngộ. Mà cái nghe, cái thấy nó hiện khởi suốt cả ngày trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó là thật. Nó không phải là ai cả, nhưng mà có sự chấp thủ về nó rất là nhiều. Thì thế giới này bị chìm, bị vô minh bởi những thứ đó. Thì người trí cũng ở trong cái thế gian đó, cũng là khoảnh khắc thấy nghe đó. Nhưng mà thực sự hiểu nó là pháp duyên sanh, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Là không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Đừng thấy như vậy là đơn giản. Không một ai trên đời này mà lại bỏ qua cái hiểu về thấy nghe ngửi đếm đụng trong đời sống hàng ngày mà giác ngộ được. Không bao giờ có chuyện đó. Và cái đó là vô cùng khó. Khó đến mức mà Đức Phật phải trải, Đức Bồ Tát phải trải qua vô lượng kiếp sống để chỉ hiểu về khoảnh khắc của nghe, của thấy này. Để thấy rõ được rằng cái thấy, mỗi một khoảnh khắc của thấy là hoàn toàn diệt mất. Mỗi một khoảnh khắc của đối tượng thị giác đó cũng hoàn toàn diệt mất. Đối tượng thị giác của cái thấy trước không phải là đối tượng thị giác của cái thấy này. Và cái sát la thấy trước cũng không phải là cái sát la thấy này. Chúng đã hoàn toàn diệt mất với duyên duyên của chúng, không bao giờ sanh vào sanh tử luân hồi. Cái nghe cũng vậy, cái thấy chưa từng bao giờ gặp cái nghe. Do vậy, cái thấy chỉ là pháp thấy và không có một con người nào thấy cả. Cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm cũng vậy. Và chúng ta luôn luôn trôi đi với những cái khoảnh khắc này. Điều đó chắc chắn rồi. Chắc chắn. Do vậy trong một ngày, thiện và bất thiện, thấy nghe người nếm đụng nó sanh suốt cả ngày. Nhưng mà vô minh, tham ái và những cái suy nghĩ, suy tầm về các dục, về các khái niệm, nó bao phủ hết cả một cái đời sống của chúng ta, từ kiếp này qua kiếp khác. Và giáo pháp của Đức Phật để làm cái gì? Để chính nói lên những khoảnh khắc này chúng ta bị lãng quên, bị quên mất. Nó là pháp duyên sanh. Nó chính là pháp duyên sanh. Nó không phải là đàn ông, đàn bà.
Nó không phải là quyến thuộc, nó không phải là ai cả. Nó chỉ là những cái khoảnh khắc của những thực tại khác nhau, do duyên riêng của nó sanh khởi và hoại diệt. Điều đó khó vô cùng phải không? À, bây giờ chúng ta mới nghĩ rằng mấy lâu nay chúng ta học Phật Pháp, chúng ta tưởng mấy cái thứ này là đơn giản. Nhưng mà không có đâu thưa quý vị. Cái thấy nghe ngửi nếm đụng trong đời sống hàng ngày mà chúng ta bắt gặp mà hiểu được nó là vô thường, khổ và vô ngã là cực kỳ khó khăn. Chỉ cần hiểu được nó thôi là tâm đạo, tâm quả có mặt ngay ở đó rồi. Còn ngày nào chúng ta chưa hiểu về nó thì chúng ta chưa có một chút trí tuệ nào về tứ niệm xứ, về tứ thánh đế cả. Không, điều đó không thể xảy ra được. Có chăng là chúng ta chỉ có những cái câu chuyện dài, dài tập ở trong đầu của chúng ta mà thôi, chứ không có thực sự có chánh niệm về nó. Bởi vì nó không biết về thực tại nó hiện khởi thì làm sao mà có chánh niệm được. Không có đâu. Có thiện, có bất thiện đó, nhưng mà cái thiện, cái bất thiện, cái thiện đó nó có niệm đó, nhưng mà nó không phải chánh niệm của tứ niệm xứ. Nó không phải. Như vậy thế gian này bị che mờ, bị khái niệm nó che mờ, bị những cái bóng ảnh nó che mờ, bị những cái đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi vị, bị cái tưởng điên đảo, nó che mờ. Kiếp sau là gì? Kiếp sau là ngày mai thôi. Ngày mai các bạn thức dậy, lại thấy, lại nghe, lại ngửi, lại nếm, lại xúc, lại chạm, lại tham, lại sân, lại si, lại đầy phiền não, kẻ thù. Khi mà cái thấy chưa sanh khởi thì không có tham, không có sân, không có si, không có kẻ thù nào hết. Khi chúng ta ngủ say thì chúng ta hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Dầu chúng ta có hàng muôn ngàn bạc bể tiền bạc, dầu chúng ta có hàng tỷ cái tên tướng cướp đang chuẩn bị giết chúng ta, nhưng mà lúc chúng ta ngủ say thì chúng ta không biết gì hết, chúng ta không có kẻ thù nào hết. Nhưng mà tại sao chúng ta thức dậy thì tham thức dậy, sân thức dậy, si thức dậy, vô minh thức dậy, nhưng mà cũng có bậc trí thức dậy nữa. Như vậy chúng ta phải là những bậc trí, là người con Phật, thì cái chúng sanh, ngạ quỷ, súc sanh, Atula với các bậc thánh, với này các phàm nhân ngũ là đều giống nhau hết. Nhưng mà khi bậc trí thức dậy, khi thức dậy thì bậc trí khác với kẻ ngu. Là như vậy thôi. Bậc trí ở đây chính là trí tuệ và chánh niệm tỉnh giác thôi. Mà Đức Phật dạy. Như vậy khi chúng ta thức dậy thì hãy thức dậy bằng minh. Đừng thức dậy bằng vô minh. Mà muốn có minh, chúng ta cần phải hiểu rất rõ về đời sống. Đã nghe bao nhiêu lần rồi, ngửi bao nhiêu lần, và kiếp sau là gì? Không, chỉ có thấy rồi lại nghe, nghe rồi lại ngửi, ngửi rồi lại nếm, nếm rồi lại xúc chạm, cứng mềm nóng lạnh. Nghiệp xấu thì xúc chạm những cái cõi xấu, nghiệp thiện thì xúc chạm các cõi thiện. Nhưng tất cả những cái gì thì chúng ta xúc chạm được kinh nghiệm chỉ là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi vị, cứng mềm, nóng và lạnh.
không có một con người nào hết, không có ai tạo ra thiện ác mà chính thiện ác tạo ra quả thiện quả ác. Chúng ta thử suy xét nghĩ kỹ xem có phải là do cái thấy vô minh tham ái sanh khởi không? Có phải là Đức Phật dạy rằng do hai pháp này, do nhãn căn, do đối tượng thị giác, hai pháp này làm cho nhãn thức sanh khởi, ba pháp này nhãn thức, nhãn căn, đối tượng thị giác làm cho xúc sanh khởi. Khi có nhãn xúc thì sanh ra gì? Nhãn thọ. Hễ có thọ thì gì? Làm duyên cho ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Như vậy có phải là sau thấy nghe ngửi nếm đụng là chúng ta hầu như hết là vô minh lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu có mặt ở đó rồi. Và nó nhanh đến mức mà nó kinh khủng đến mức độ như vậy, ngay sau cái lộ nhãn môn ấy nó đã khó rồi. Nội nhãn môn nó đã có phiền não rồi, nhưng mà nó không thành nghiệp quả được, bởi vì ở đó nó mới như vậy. Chúng ta thấy nội nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nó không có tạo ra nghiệp, mà nó phải xuyên qua ý nó tạo thành thân và khẩu nghiệp. Vậy để cho chúng ta thấy rằng là cực kỳ khó để mà tiếp cận được với thực tại như nó là trong đời sống hàng ngày. Nói thì nó rất là dễ thưa quý vị. Nói cũng không dễ nữa. Phải cực kỳ tinh túy. Phải đúng pháp kìa. Và hàng ngày chúng ta lẫn lộn giữa các căn này, lẫn lộn giữa danh và sắc này. Tất cả mọi sắc pháp dù thô tế xa gần trong ngoài gì nó đều là vô tri vô giác hết. Không có cái sắc nào được, nó biết đẹp biết xấu, nó biết đàn ông đàn bà, nó biết buồn biết vui, điều đó không thể xảy ra được. Khi mà chúng ta không nắm vững về cái giáo pháp, không nắm vững trong cái pháp trong đời sống hàng ngày, thì si mê nó sẽ che lấp chúng ta mà thôi. Như vậy có phải là cuộc đời này chúng ta không có tạo ra được cái gì đâu. Cái thấy nó làm việc thấy, cái nghe nó làm việc nghe do duyên của nó. Chúng ta tưởng là chúng ta làm được cái gì đó, sai lầm. Sai lầm lớn, chính vì cái sai lầm này chúng ta chấp vào tà kiến. Tục sinh thì pháp nó làm việc tục sinh, tử nó làm việc tử, chúng ta đâu phải lo gì đâu. Mỗi cái hiểu về vô ngã thôi nè, là chiến thắng quân thù đó, nhưng mà thực sự là rất khó phải không? Các thực tại nó vô cùng phức hợp. Ngày nào mà chúng ta còn thấy đối tượng thị giác với chấp thủ là ai đó, là tôi thấy, thì ngày đó đóa hoa sen ở trong tâm của mình nó không có vươn lên khỏi bùn được, bởi vì tà kiến nó chấp thủ ở trong đó rồi. Nó là bùn, thế gian này bởi bao phủ bởi tà kiến, bởi lậu hoặc, bởi vô minh. Tà kiến về cái gì? Tà kiến về cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh thôi. Tà kiến về năm uẩn, cuộc sống nó chỉ có những cái pháp vậy mà chúng ta không nói cho nhau nghe.
không có truyền đạt, chúng ta không được nghe về nó, thì nơi đâu mà có chánh niệm, có nhớ về, có hiểu biết. Đối tượng thị giác nó có đi đâu đó không? Nó có nhảy không? Nó có bò không? Nó có bay, nó có chạy không? Không đâu, nó là sắc mà. Khó không? Khi chúng ta thấy ai đó đi, ai đó chạy, ai đó bay, đó không phải là khoảnh khắc của thấy, của đối tượng thị giác. Nếu mà đối tượng thị giác nó đi, nó bò, nó chạy, nó bay, nó nhảy thì cái âm thanh nó cũng bò, cũng bay, cũng chạy, cũng nhảy được chứ. Không, tất cả những cái sắc pháp này nó là vô tri. Nó không phải là ai đó, không phải là con người, không phải là bất cứ cái gì cả. Âm thanh chỉ là âm thanh thôi. Bởi vì âm thanh thì sao? Do gió nó đưa tới, phải không? Vào cái tai, phải không ạ? À? Nó có cái tính chất gió, nó có tính khoảng không nữa, phải không? Để tâm nghe. Như vậy âm thanh nó không có nghe, nó không có buồn vui, nó không có cảm thọ. Mà nó được nghe, nó được cái khác nghe nó như vậy. Thì cái nghe là danh. Như vậy nghe là một thực tại kinh nghiệm cái được nghe. Không có ai kinh nghiệm cái được nghe cả, mà chỉ có cái nghe kinh nghiệm cái được nghe. Còn cái tưởng nó cũng không nghe, thọ nó cũng không nghe, hành nó cũng không nghe, cái thấy nó cũng không nghe, ngửi nó cũng không nghe. Như vậy nó không phải là đàn ông, đàn bà, nó không phải là tôi, là tự ngã của ai cả. Và cái nghe đó chỉ với duyên ở đó, với cái âm thanh đó, khi âm thanh đó diệt, cái nghe đó cũng diệt. Và nó diệt rồi thì nó không bao giờ sanh lại trong vòng sanh tử luân hồi. Dầu là một lần nữa không có, nó chỉ có một lần duy nhất. Đó gọi là tính vô thường của nó. Vậy thì trăm năm, hàng triệu năm, hàng nhiều kiếp sống ta đã bị ảo tưởng, tưởng cái gì đó còn hoài. Cái tính vô thường này nó sâu sắc đến mức độ như vậy đó, thưa quý vị. Không có Đức Phật ra đời thì không ai có thể thấy được cái tính vô thường này của Pháp Chân Đế. Còn nói về cái người này chết, người kia chết, hết đời này, trái đất vô thường, cái đó không phải là sự hiểu của vô thường với tam tướng của nó. Về cuộc sống này nó rất là đơn điệu, chỉ là một khoảnh khắc của thấy. Khi thế giới thấy sanh khởi thì thế giới sanh khởi, và thấy diệt mất là thế giới diệt mất. Khi nghe sanh khởi thì thế giới thấy không còn nữa, và thế giới của nghe cũng chỉ một khoảnh khắc đó. Rồi thế giới của nghe sanh khởi thì thế giới sanh khởi, và nghe đi thì thế giới đó cũng diệt đi. Ngửi, nếm, xúc chạm cũng vậy mà thôi. Không còn gì tồn tại khi chúng khởi lên và diệt mất. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng
chúng ta mới hiểu đúng về pháp thôi đã là vô cùng khó rồi. Và trí tuệ thì không thể liên tục khởi lên được. Chỉ có một chút ít, thậm chí cả ngày, thậm chí cả tháng, đôi khi được một vài sát la thôi. Mà nó cũng có phải có duyên cho nó để nghe chánh pháp, để nghe các bậc hiền trí thuyết giảng sâu sắc về các diệu pháp này mới có được một cái khoảnh khắc cực kỳ nhỏ nhoi về cái là thực hiện giờ. Và ai nói rằng chánh niệm liên tục đi, xin thưa mấy quý vị, thế giới này không còn một bóng người. Vì sao vậy? Vì nếu chúng ta chọn lựa được chánh niệm và trí tuệ thì không có ai luân hồi hết á. Quý vị thấy không? Sự chân thật là một điều vô cùng khó. Khi mà chúng ta nghe đúng diệu pháp và chúng ta mới thấy ồ, không có đơn giản như chúng ta nghĩ vậy. Hằng ngày chúng ta thấy không? Nó có cái gì đâu. Nó chỉ có mấy cái màu, cái mùi, cái vị thôi mà sân tham si suốt cả ngày. Ngày này qua ngày khác. Nó còn cái gì nữa đâu. Và chúng ta tưởng tứ đại là đơn giản. Tứ đại chính là những cái loài ngạ quỷ. Nó biến hình vô lượng. Được ví dụ như vậy đó. Có phải là đời người ta tạo ra một chút đất, vẽ ra cái chân mày, người ta để ở gốc cây, rồi cả một cái đám người, người ta đi đến, người ta lạy, người ta thắp nhang, rồi người ta xin, rồi người ta sợ hãi, người ta phù hộ, mong phù hộ không? Và đôi khi chúng ta tạo ra những bức tượng Phật, chúng ta đảnh lễ, chúng ta cũng chẳng khác gì như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà Đức Phật không có ở trên bức tượng, mà chính là pháp đang hiện khởi trong đời sống như này. Như vậy thế gian này bị chìm ngập bởi tham ái, bởi tà kiến, bởi ngã mạn, bởi tật đố, bởi ganh tị, bởi các căn trần không được hiểu biết, bởi chấp thủ, bởi tà kiến. Thế gian này bị si ám che mờ giữa những cái đống rác nhớp, chúng ta biết rồi. Thế gian này bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bi khổ, ai mà làm lô lệ cho tham ái, cho suy tư. Đó là những cái đống rác nhớp. Nhưng mà giữa cái thế gian này thì có những bậc trí, bậc toàn chi diệu giác ra đời là một điều hy hữu. Ngài chỉ cho chúng ta cái con đường vượt thoát khỏi cái thế gian mù lòa tâm tối này. Đó là con đường Bát Chánh Đạo, con đường Tứ Thánh Đế. Mà cũng ở trên các căn này thôi. Khi các pháp hiện khởi, chỉ cần khéo nghe, khéo tác ý, nhận biết, không có chấp thủ vào chúng, thấy chúng như chúng là chúng thôi. Bởi vì chúng sanh nên với đúng bản chất của chúng diệt đi, mà cái thấy chưa bao giờ thành cái nghe, chưa bao giờ thành cái ngửi, chưa bao giờ thành đối tượng thị giác, chưa bao giờ thành cảm thọ. Không có chuyện đó. Và nó sanh khởi ở đâu thì với đối tượng nào, khi chúng gặp rồi chúng cũng vô thường tại đó.
chúng không thuộc về ai cả. Nghe cũng vậy, nếm cũng vậy, xúc chạm cũng vậy, tham cũng vậy, sân cũng vậy. Thường thường chúng ta cho rằng thiện là của tôi, rồi chúng ta cho bất thiện là của tôi. Nhưng mà thiện là pháp do duyên sanh, bất thiện cũng do duyên mà sanh. Nếu bạn cho tham là của bạn, bạn cho sân là của bạn, thì thế giới này bạn giết hết được mà, làm sao là của bạn được? Nếu là của bạn thì bạn biểu là cái sân này sẽ sanh lên hoài hoài để tôi giết hết cái loài người này đi, được mà. Nhưng không phải. Sân chỉ sanh với duyên của nó và rồi cũng diệt đi. Tham cũng vậy. Trí tuệ cũng vậy. Chúng chỉ tùy thuộc vào pháp hữu vi nào cũng chỉ tùy thuộc vào cái duyên sanh của nó. Và rồi nó diệt đi. Không có bất cứ một ai có quyền kiểm soát gì được hết. Như vậy mà hỏi rằng là ôi vậy thì kiếp sau con đọa vào địa ngục thì sao sư? Bất thiện nó cho quả thì phải đọa vào địa ngục thôi, không phải bạn vào địa ngục. Thiện thì nó cho quả, dầu là quả thiện mà nó chỗ rồi, bạn có muốn vào địa ngục cũng không vào được. Còn khi mà trí tuệ hiểu biết về các pháp hữu vi, nó diệt tận tham sân si rồi, bạn không muốn, bạn có muốn vào đâu cũng không được. Mà chúng ta lo sợ mình đọa xứ là bất thiện, chúng ta mong cầu ngày mai tôi sẽ đạt được như này như kia, đó cũng lại là bất thiện. Như vậy chúng ta thấy lúc nào chúng ta cũng sống với thực tại hết, nhưng mà toàn bị vô minh che phủ hết. Nên là chúng ta rất xa với thực tại. Xa là bởi vô minh nó che lấp. Chứ còn nào cũng chỉ có thực tại hiện khởi và hoại diệt thôi. Và các bạn yên tâm đi, ngày mai cũng lại thấy nghe ngửi nếm đụng tham sân si, nó lại sanh, rồi nó lại diệt. Có duyên cho nó sanh thì nó sanh, rồi nó lại gì? Khi mà chúng ta nghe được về nó thì có duyên cho chánh niệm trượt vào cái khoảnh khắc thực tại đó, rồi nó lại trượt ra. Nhưng yên tâm, khi có được cái hiểu biết rồi thì nó là một cái đà, nó lại trượt vào thực tại, rồi nó lại trượt ra, và dần dần chúng ta gần hơn, sát hơn với những cái gì là thực hiện giờ. Thì đó là một cuộc đời tuyệt diệu nhất. Là một cái loài hoa sen giữa những cái đống rác nhớp này, giữa những cái đời đầy ô trược, đầy những cái tà kiến, đầy sang tham bổng xẻng này, đầy chấp thủ ngã mạn này. Mà chúng ta ở giữa cuộc đời, chúng ta mọc lên một đóa hoa sen thơm sạch đẹp ý người. Đó, hoa sen đó chính là gì? Là giới, là định, là tuệ.
là người phát triển con đường tứ niệm xứ Đức Phật dạy, tứ thánh đế, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, thấy rõ được các pháp hữu vi trong đời sống này là vô ngã. Chúng ta không cần phải đi tìm pháp ở đâu đó, chúng ta ngồi mà chúng ta đi tìm pháp ở đâu đó là sai rồi. Tại sao cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm này nó lại không phải là tứ niệm xứ nhỉ? Tại sao cái đối tượng thức trước mặt, đối tượng thị giác trước mặt của chúng ta nó không phải là uẩn ư? Nó không phải là xứ, nó là giới, nó không phải là đế ư? Khi mà chúng ta ăn, chúng ta nếm vị, nó không phải là uẩn, không phải là xứ, không phải là đế ư? Khi mà chúng ta tham với cái vị đó, nó không phải là nguyên nhân của đau khổ ư? Nó không phải là nguyên nhân của sanh tử sao? Chúng ta ngồi đây, khi chúng ta hiểu biết cái sự an tịnh đấy, nó không phải là chánh định sao? Nó không phải là chánh kiến sao? Nhưng mà khi tà kiến nó sanh khởi có sao đâu. Nó là pháp, là đối tượng cho chánh niệm mà. Nhưng mà nó không có sự hiểu biết thì ai làm cho chúng ta hiểu biết được đây? Không có cách nào. Nhưng nó cũng phải diệt đi đúng không? Rồi khoảnh khắc khác lại có chánh niệm, không có sao cả. Và chúng ta cứ đòi hỏi rằng mình phải hiểu biết liên tục. Điều đó là của kẻ ngu, không phải của bậc trí tuệ. Cái thấy không bao giờ chánh kiến. Cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm không bao giờ có chánh kiến. Màu, mùi, vị, âm thanh, cứng, mềm, nóng, lạnh không bao giờ có chánh kiến. Tâm tiếp thâu, tâm quan sát không bao giờ có chánh kiến. Tâm tham, sân si không bao giờ có chánh kiến. Nhưng khi có hiểu biết, biết rõ, đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là danh, thọ là thọ, tưởng là tưởng, hành là hành, rất rõ. Khoảnh khắc đó là chánh kiến. Pháp hiện khởi ở khắp mọi nơi, không phải trong chùa mới có cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Đôi khi trong chùa người ta cũng không biết cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh là gì luôn. Cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh mà chúng ta không biết đó, thì tham ái và vô minh là tràn ngập. Đối tượng thị giác mà chúng ta không biết đó, thì tham ái vô minh là tràn ngập. Bởi vì sao? Bởi vì nó là nguyên nhân của dục, nó là cảnh của dục, của tham. Chúng ta không có hiểu biết về pháp trong đời sống hàng ngày thì rồi ngày đó cũng qua đi. Và chúng ta mất một ngày đó. Mà chúng ta đi tìm pháp cả một ngày đó thì lại là vô minh và tà kiến. Cũng lại một ngày đó qua đi. Và chúng ta đã làm như thế nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Và giáo pháp của Đức Phật cho chúng ta một cái thông tin thiết thực hiện tại là không phải đi tìm ở đâu cả. Nó đang hiện khởi. Nhưng rất là khó. Khi có cái thấy thì không có cái nghe sanh khởi. Và dường như chúng ta ghép cả cái thấy cái nghe này thành một. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta cái thấy là khác, nghe là khác, ngửi là khác, nếm là khác, 12 xứ là khác đó. Để làm gì vậy? Để chúng ta biết được những cái loại tham ái, loại tà kiến của từng cái.
cái pháp này. Để mà diệt tận vô minh và tham ái. Không có đối tượng thì giác thì chúng ta tham ái bằng cách nào? Âm thanh, màu, mùi vị, chúng ta tham ở đâu? Không có chuyện đó xảy ra được, phải không? À. Như vậy đó là nguyên nhân của tham ái. Như vậy thì diệt tham ái thì diệt ở đâu? Diệt ở đó chứ diệt ở đâu nữa? Giải thoát ở đâu? À, giải thoát ở đó thôi. À. Đi giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen lở thơm sạch đẹp ý người. Người nào mà có được cái phước duyên nghe diệu pháp của Đức Phật và luôn luôn hay biết về được cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này, thấy rõ được chúng là các pháp vô vi, là vô thường, khổ và vô ngã. Thấy rõ được khổ, nguyên nhân của khổ nằm ở ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, với chánh chi kiến đoạn diệt, ly tham đối với tất cả. Những cái thứ này thì đó, chỗ ấy hoa sen nở, hoa sen nở. Hoa sen nở ở đây là gì? Là sự giải thoát, sanh tử, diệt tận tham sân si và các căn trở lớn, tịnh lạc. Thì khi mà Ngài đạt được như vậy thì Ngài truyền đạt những cái lời tốt đẹp đớ đến với tất cả mọi người. Những cái giới hạnh, những cái đức hạnh, những cái lục căn được thu thúc thanh tịnh đó, những cái người nghe được những cái lời từ hòa, những cái lời ái ngữ thoát ra không bằng tham sân si nữa, nên là lúc nào cũng đẹp ý mọi người, thơm và sạch, không có bị cấu nhiễm. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Còn cái câu chuyện này thì chúng con xin kể tóm ra, nói về Đức Thế Tôn thuyết cái câu kệ này, nói về hai cái người bạn. Hai cái người bạn chơi với nhau thì một cái người đó tên là một cái người đó tên là Gara Hadina, và một cái người nữa tên là Siriguta. Và cái Siriguta này là đệ tử biết đến Đức Thế Tôn, và vị này trở thành một bậc hữu học, bậc thinh văn. Vì đó chơi với người bạn rất là thân là Nagara Hadina. Gaharadina thì ở ngoài đảo. Và Gaharadina thì luôn luôn rủ bạn của mình là đến nghe những cái vị đạo sĩ của cái vị này thuyết pháp. Vị này sẽ, vị đó mới nói rằng những cái vị đạo sĩ, vị thầy của tôi thì thông về quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn bạn này không nên đi nghe tôn giả Gotama thuyết giảng gì. Hãy đến đây để mà nghe. Thì nói nhiều lần như vậy thì Giriguta đó mới nói thôi được rồi, thì để thử, để thỏa lòng bạn mà cũng để thử mấy cái vị đạo sĩ này, thì mới nói thôi bạn mời đến nhà tôi đi, tôi sẽ làm chay tăng đãi, tôi sẽ làm cơm đãi với cái vị đạo sĩ thầy của bạn. Thì cái câu chuyện thì chúng ta biết là nó nói chung là mấy câu chuyện này đôi khi cái câu chuyện nào hay thì kể thôi, chứ còn câu chuyện này thì đó nó thật là nó đối với sư thôi, còn mọi người nghĩ thế nào nghĩ, chứ nó rất là hoang đường. Và cái vị Giriguta này về cho cái gia nhân nó đào ngay buổi chiều hôm đó, là đào rất nhiều những cái mương dẫn gọi là sâu, hất đất lên rồi đem đi sinh phân bò này kia về để đó ha.
Rồi thỉnh mấy cái người thầy của 500 cái vị, những cái đạo sĩ, cái người thầy của Garadina này. Nhưng mà một vị thánh không có ai làm như vậy, phải không ạ? Những câu chuyện này thì chúng ta càng đọc thì chúng ta cần phải có cái trí không lên mụ mẫm trong những cái câu chuyện, nên là sư ông thích câu chuyện. Rồi thì những cái vị đạo sĩ để đến thì bắt đầu vị đó thử, rồi vị đạo sĩ này ngồi hết vào những cái đó, thì sau đó thì vị đó không có thần lực gì biết quá khứ vị lai, nên là vị đó không biết được ở dưới đó là phân giết này, nên là khi ngồi đồng loạt rồi thì kia cho giúp ấy thì nó sập hết, thì mấy cái này nhào xuống những cái hầm phân đó, thì mới bị gia chủ này đánh đập đuổi cổ về. Như thực tế 500 vị đạo sĩ như vậy đánh nhau toét máu đầu đâu có phải, chúng ta bậc trí thì ta đâu có làm như vậy. Khi mà chúng ta đọc những cái câu chuyện, đôi khi có những cái câu chuyện thì chúng ta phải thực sự là hiểu cho nó đúng. Chúng ta không nên vì cái chuyện mà quá cái tôn sùng rồi chúng ta nói những cái điều mà không có cái đó. Thì đối với sư thì quý vị tin sao tin, nhưng còn mình sư thì quan điểm là như vậy. Rồi khi mà ấy như vậy thì cái vị bạn rất là giận, và sau đó thì cũng muốn trả thù bạn của mình, thỉnh Đức Phật về thì cũng đào như vậy 500. Rồi cũng bắt, nhưng mà này khác là cho lửa ở dưới che phủ lên những cái đệm lên. Như thực tế thì chúng ta biết là thời đó làm gì mà có cái đệm dày như vậy, nó cháy thì sao mà được. Càng nói thì trong cái mặt văn thì nó rất là 2500 năm trước mà làm gì có cái đệm dày này kia, cỏ này kia thì nó, nếu mà là cỏ thì nó cháy hết. Nên là chúng ta, rồi sau đó thì thỉnh Đức Phật với 500 vị tỳ kheo đi, rồi sắp hàng, rồi là cái gì, rồi là sau đó thì hóa sen ra là 500 đó hoa sen. Nhưng mà chúng ta thôi thì cái này chúng ta phải hiểu qua cái ẩn dụ thì nó đẹp hơn, chứ còn thực tại thì nó không có cái chuyện đó xảy ra được. Bởi vì cái hoa sen thật nó bé tí tí. Rồi sau đó thì vị đó không có cơm ăn này kia, thì từ đó rồi vị trưởng giả kia, vị bạn mới nói thôi bây giờ bạn nhìn vào những cái thố mà bạn giả làm ấy thì bây giờ nó đầy lên, và từ đó vị nó múc ra cúng dường cho chư tăng. Điều đó thì chúng ta thấy là nó không có hợp lý, không có hợp lý chút nào hết. Rồi tiếp theo sau thì hai người không còn nói chuyện với nhau nữa, thì một thời gian thì lấn lá thì cũng nói chuyện với nhau, và cái người bạn ghi lý quốc tá này mới từ từ nào, rồi nói chuyện, rồi thân, rồi dắt bạn của mình đến nghe Đức Phật. Thì khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng thì với đủ duyên lành vị đó đã được chứng đạo quả, vị đó rất là hoan hỷ với bạn của mình, thì trở thành trở thành một vị thánh nữa. Nên là chính vì vậy nên là cái câu ví này như giữa đống rác nhớp, tức là vị đó đã đi vào những cái đạo lộ của tà kiến, quăng bỏ bên đường lớn, bây giờ vị đó đi đến cái chỗ này, chỗ ấy hoa sen lỏ thơm sạch đẹp ý người. Đúng ra là hai câu kệ câu sau thì nó mới biểu trưng cho câu trước nữa. Thì chúng ta ngày mai chúng ta sẽ được học. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, A-tu-ta và diêm chúa. Kính chư phước để đến tất cả chư đại đức tăng cùng với tất cả chư quý vị Phật tử ở gần ở xa, xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và sớm chứng đạt được đạo độ giải thoát ngay trong kiếp sống này. Và phước lành này con nguyện là nhân là duyên thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đạo thánh đế ngay trong kiếp sống này, và xứng đáng là con của Đức Thế Tôn trong giáo pháp này, vì sanh tử luân hồi là khổ đau. Nguyện với phần phước báo này chúng con luôn tinh tấn nghe pháp học pháp và thấu hiểu dạy của ngài.
Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tự Nhận đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho Rum chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời Rum. Và con kính nhân mít đến sư. Bhavatu sabba mangalam rantu sabba devata sabba bhutanu pavena sarasote bhavantu te Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanu pavena sarasote bhavantu te Bhavatu sabba mangalam rantu sabba devata sabba sakhanu pavena sarasote bhavantu te Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào Rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ni